đình đã đến với kênh dài của em. Xin chào cô chú nha. Hai mẹ con em hôm nay sẽ làm một cái video để chia sẻ cho anh chị và cả nhà. Đó là những cái đôi giày mà mình có thể kết hợp với lại áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Thì mấy hôm nay trên mạng xã hội đang rất là được ưa chuộng luôn. Thì em thấy là khi mình lướt Facebook á, lướt là lúc nào cũng thấy trơn, chụp hình ảnh cưới, rồi chụp hình chân dung, rồi chụp hình Tết rất là nhiều. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cả nhà một cái mẫu dài cao gót để mình khi mình mang để mình kết hợp với áo dài cách tân và áo dài truyền thống sao cho đẹp và nhìn nó sang, nó dáng nha anh chị nha. Thì đây là một cái mẫu dài cao gót 10 phân và mũi nhọn nha anh chị nha. Và nó có rất là nhiều màu. Hiện tại trên tay em đang cầm đây là màu kem, màu nút nữa anh chị, và màu đen, màu đỏ và màu trắng nữa. Tất cả là nó có 4 màu. Và cái phương, cái dáng của nó rất là sang. Anh chị có thể thấy mũi nó là mũi nhọn nha. Mũi nhọn, gót cao 9 đến 10 phân và 12 phân tùy theo. Nhưng mà em đang giới thiệu cho anh chị một cái mẫu này tầm khoảng 9 phân thôi. Là cái mẫu trung bình vừa mang, không cao và cũng không thấp. Thì anh chị có thể mình hình dung được là cái bộ áo dài cách tân á, là một bộ áo dài giống như là cái áo dẫn nó vào ba, mà cái chân mình á thì nó tới cái quần nó tới khoảng chừng dưới đầu gối chút xíu thôi. Thì khi mình mang vậy thì sẽ nguyên một cái phần chân mình ở phía dưới nó sẽ lộ ra. Và mình mang cái đôi giày gì khi mà mình kết hợp để cho dáng nó thon và nó thả, thì những cái đôi giày bít này nè luôn luôn là sự lựa chọn đúng đắn khi mà các chị các em mình lựa chọn để mình phối với áo dài cách tân. Vì sao khi mình không chọn sandal hoặc là những cái đôi giày khác mà mình phải chọn bít mũi và gót vuông nhọn như thế này mà sao không chọn gót vuông? Thì những cái đôi giày bít mũi như thế này thì nó giúp cho cái chân của các chị nhìn nó thon và nó gọn hơn. Và đặc biệt cái gót nhọn như thế này nhìn cái dáng nó thanh, nó mảnh. Và khi mình chụp hình thì cái dáng nhìn nó thước tha và nó uyển chuyển hơn là những cái loại gót vuông khác. Thì nó rất là nhiều màu cho anh chị lựa chọn. Màu kem thì mình có thể kết hợp với lại màu trắng, màu nói chung là tất cả các màu luôn, rất là đẹp chứ không có kén. Và màu đen cũng vậy. Màu đen thì mặc áo nào cũng được nha cô chú nha. Đúng rồi, còn đặc biệt màu trắng. Màu trắng thì cái này thì lên tông nào cũng được, không kén bất cứ cái màu nào. Anh chị có thể tất cả các màu mình đều được luôn. Màu đỏ luôn nha cô chú nha. Đây. Màu đỏ thì là cái màu của Tết và Noel. Cái màu đỏ thì nó rất là sang và nó rất là làm tôn dáng mình. Màu áo của ông già Noel nha. Đúng rồi, màu áo của ông già Noel luôn. Rất là hợp với đôi giày màu đỏ luôn. Khi mình lựa chọn những cái đôi giày màu đỏ này thì mình có thể vừa mang Tết, vừa mang Noel luôn được nha anh chị nha. Mình mang những cái ngày mùng 1 của như nọ nhìn rất là đẹp luôn. Màu đỏ mang lại sự may mắn. Thì hôm nay em làm cái video nhỏ này để chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái góc nhìn mà em thể thấy khi mà mình kết hợp những cái áo dài truyền thống và áo dài cách tân sao cho nó đẹp và mình lên một cái đôi dài nhìn nó sang để mình có những cái bộ ảnh thật là đẹp và lung linh. Nếu anh chị có thể yêu thương đăng ký kênh và nhớ comment cho em biết những cái giống như là những cái câu hỏi mà anh chị muốn đặt ra để em có thể làm nhiều video để tiếp theo để phục vụ cho anh chị nha. Cô chú nhớ nhấn like và subscribe cho mẹ con với con có nhiều động lực làm video tiếp theo cho cô chú con nha. Bye bye cô chú.